Dưới này chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn và đấu nối bơm vào. Trên này mình có một timer để cài đặt thời gian chạy của bơm. Ở đây mình đã cài timer sẽ chạy trong 10 giây và sẽ ngừng trong 5 giây. Sau đây mình sẽ tiến hành bật nguồn. Xin chào các bạn, mình là Dương, kỹ sư của AT Scada Lab. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tủ điều khiển một bên dòng mát. Và đây là mặt trong của tủ. Dưới này chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn và đấu nối bơm vào. Trên này mình có một timer để cài đặt thời gian chạy của bơm. Ở đây mình đã cài timer sẽ chạy trong 10 giây và sẽ ngừng trong 5 giây. Sau đây mình sẽ tiến hành bật nguồn. Khi gạt công tắc sang bên phải, bơm sẽ tiến hành chạy liên tục. Khi gạt công tắc về giữa sẽ tắt bơm. Khi gạt công tắc sang trái, bơm sẽ tiến hành chạy luân phiên trong 10 giây và nghỉ 5 giây. Dưới đây là phần giới thiệu của mình về tủ điều khiển một bơm dòng mát. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.